bác sĩ nói là không có dấu hiệu hồi phục. Không có dấu hiệu hồi phục. Dạ. Ba em hỏi bác sĩ là giờ nghỉ khám được không, bác sĩ nó không có được, phải theo dõi. Như bác sĩ cũng nói gan được trước vậy là giờ nó hành sẹo luôn rồi. À. Nên là khả năng hồi phục quá khó lắm. Vận đêm thì đi ra đường thì chạy thấy không thấy đường, té xe hoài. Thấy rõ không? Không rõ anh, nói về đẹp chứ xấu thấy rõ. Ờ. Tại vì dưới một phần em ghét cái câu nói mà người ta hỏi nó giờ em có định chu cấp cho con, em mong phụ Trang được. Nó nói con mang hỏi nó thì nó lo chứ nó không liên quan, nó không biết tới, em ghét cái câu nói đó. Ờ, vậy hả? Ra nắng nhìn mắt nó như mại mại vậy hả? Dạ, mới khám xong á. Xin chào mọi người, hôm nay thì Trang đi tái khám lần này là lần mấy ta? Lần 3 rồi đúng không? Lần 3, lần 4 gì rồi đó. 4. Ờ. Thì vô đó bác sĩ nói làm sao rồi? Bác sĩ nói là không có dấu hiệu hồi phục. Không có dấu hiệu hồi phục. Dạ. Có nghĩa là nhìn mắt thì nó hết đen nhưng dạ, mà thật sự mà... là nó không có rõ. Dạ, cái tổn thương bên trong đó là nó cũng không có hồi phục được luôn. Không hồi phục được cái nào. Ồ, vậy hả? Bởi vì bà hồi cái em thấy rõ hơn chút, bà hồi cái thấy nó mờ lại thì là... Vậy nè. Có nghĩa là vẫn không thấy rõ. Dạ. Vậy là rồi cái phương thuốc uống thuốc làm sao? Bác sĩ kê cho uống 2 tháng thì cũng như cũ vậy á. Mà cũng như tới thuốc 2 cũ. Tháng lấy thêm thuốc nhỏ mắt luôn. 2 tháng nữa là đi tái khám. Ba em hỏi bác sĩ là giờ nghỉ khám được không, bác sĩ nó không có được, phải theo dõi. Ồ. Để coi nó có dấu hiệu hồi phục không. Nhưng mà sao có vẻ là vô khám nắng quá, sao mà nhìn tốt mà hơi dữ vậy? Không có đi ra nắng, nó dở mắt đen mà mờ cái ra nắng. nhìn mắt em đây lạ. Nhìn người nhìn mắt mày mày mày. Chết được trước hết thông ra. Bạn vô xe nó luôn đó. Hồi trước đó là hồi đó mắt còn bầm. Không có thì nó cũng như vậy á, không phải là không thấy đường mà ra cái nó chói, mình mới khám xong con mắt mình nó kỳ kỳ lắm. Dạ. Vậy nhìn điện thoại không thấy. Dạ. Nhưng mà con mắt nó đã đau hơn đúng không? Dạ. Nó đã đau hơn nhưng mà là nó không có tiến triển nhiều. À, nhìn vậy thôi chứ mà thật sự nó không có tiến triển. Hay tại vì nó bị gì ta? Bông nhãn mạc rồi à. Bị gì nữa đó, lúm chứ. Trong giấy có để rồi. Ừ. Tao cho anh coi cái thì em uống nước đi. Rồi bác sĩ khám xong rồi mua thuốc về uống 2 tháng sau lại tái khám. Đây nè, uống nước đi. Đây đây ha. Dạ, Phật chứng đáng. Này chẩn đoán mắt nè mọi người. Đây mắt phải xuất huyết võng mạc hoàn điểm bong võng mạc cực sâu tăng sinh lứ võng mạc. Rồi nói chung là nó nhiều à. Như bác sĩ cũng nói gan được trước vậy là giờ nó hành sẹo luôn rồi. À. Nên là khả năng hồi phục quá khó lắm. Mặc dù là nhìn bề ngoài á, dạ. Thì bây giờ mắt nó rất là bình thường rồi, có nghĩa là nó không đỏ, nó không bầm đen nữa. Dạ. Nhưng mà thật sự trong mắt là thì nó không bị sẹo rồi, trong mắt nó bị sẹo rồi. Nó còn không có hồi phục được. Dạ là bác sĩ nói cái khả năng hồi phục là nó khó lắm. Vậy là có vẻ là rất là khó rồi, rất khó hồi phục rồi. Là tái khám nè, tháng chiều gì cũng được là 2 tháng sau. Lại giao thuốc. Ủa em lấy thuốc chưa? Được rồi. Này, ở đây, cái đây, lại, dạ, lại giao thuốc rồi nè. Dạ, lấy thuốc rồi. À. Đây là lấy thuốc hết nhiều không em? 300 mấy rồi. 300 mấy hả? Mà cái vị thuốc này là uống không đủ 2 tháng đâu. Bữa cũng đưa gan vậy nè, một hộp thuốc này nè, chứ mấy viên lẻ ngoài. Đâu phát được. Giờ em uống là đâu tới 2 tháng đâu. Người ta phát là đủ 2 tháng chứ. Mà học quên nữa. Dạ là mình coi mua, một ngày mua như là một ngày em uống 2 lần, lần 2 viên. Bữa giờ hết thuốc rồi, ở nhà mới mua thuốc ngoài muốn. Có nghĩa là mua mấy tiệm ở đây đó. Dạ không, nhưng mà cái loại này thì không có, loại giống bệnh viện không có. Nhưng mà em nói là mắt em bị dị, uống cho than máu bầm nữa. À, người ta bán. Là uống loại khác. Chứ còn loại của trong bệnh viện này trên đó mua có. Dạ. Tại sao bây giờ không mua thêm lên mua không biết nữa? Là bác sĩ nói là uống hết số thuốc này thôi. À, dạ. Chứ người ta không có bán thêm nữa. Dạ. Có mấy
Chà, căng nè. Chạy. À, thật sự là nhìn thấy vậy chứ mà ra nắng cái là nó mờ rồi. Nó mờ không thấy gì ha. Bận đêm thì đi ra đường thì chạy thấy không thấy đường, lé xe hoài. Ở trời, dạ rồi sao chạy xe máy? Mà thích ra đường ban đêm. Cái gì có cái sợ thích lạ đi dạo như đi dạo mát hay là đi sao? Không rõ anh, nói về đẹp chứ xấu thấy rõ. Ờ. À. Ai à. Ở khi nào đưa tiền thấu lộn không? Không tiền thì mình nhìn màu mình thấy có cái kiểu đó mình không thấy được. Bác sĩ nói vậy thấy buồn không? Dạ. Bác sĩ nói vậy thấy buồn không? Buồn chứ. Nhưng mà cái giờ nào trong ngày là em thấy rõ nhất? Dạ. Buổi sáng em mới thức dậy. À. Còn buổi trưa nắng giờ là lái thấy rất mờ đúng không? Như buổi tối. À, ban đêm thấy rất là mờ. Ôi chạy thì em đi xe nguy hiểm quá. Dạ. Ví dụ như là bình thường em nhìn ban trưa ra đây thì em nhìn khoảng bao nhiêu mấy giờ em thấy? Không, nếu mà che một mắt lại á, chứ còn mở hai mắt thì em thấy, mà hiện giờ nha là thấy mờ thôi, chứ mở hai mắt thì em thấy là cũng bình thường. À, mở hai mắt là thằng thấy bình thường. Có buổi tối, buổi trưa gì là nó mờ thì cũng mất, mở bờ to ra không được. Mờ mắt nào? Mờ mắt bên đây nè, hai mắt luôn, tại vì xịt thuốc vô á, rồi trước buổi trưa mà ra nắng bên đây. Anh nhỏ thuốc á hả? Mấy cái thuốc nhỏ của em nhỏ thì bình thường à, nhưng mà vô phòng khám có loại thuốc nhỏ nó nhỏ vô nó cay mà hơi nè. Đó là bác sĩ nhỏ cho mình. Dạ. Lần nào vô mình cũng phải nhỏ. Nhỏ mình biết khám rồi. Ồ, cực kia đó. Đây là chứng tỏ là con mắt này nó bị là chắc là suốt đời luôn thôi, chứ không khả năng hồi phục là thua rồi. Thì bị nặng quá. Bị nặng với lại tái khám, đi khám quá muộn. 8 ngày em mới đi khám. 6 ngày làm khám bệnh viện Nhật Phúc, lên tới đây là 9 ngày mới khám. À. Đây 9 ngày mới khám, mặc dù qua khám ở bên kia thì uống thuốc nhưng mà cũng muộn. Bởi vì cái huyết ấy nó đã là lúc đầu em bị trên công an, là lúc công an bắt là đưa công an đưa vô bệnh viện hai lần, hai bệnh viện bác sĩ nói cái này không được đâu, phải đưa về khoa mắt khám, nó bị xuất huyết mắt là nặng rồi. Rồi mấy ông công an cái không có tiền đưa em đi á. À. Rồi cái mới thôi về, rồi kêu điện chồng em lên là bảo lãnh về, kêu rồi lo anh cho nó đi khám đi, mà về đâu có ai đưa đi khám đâu. Rồi về là không có tiền hay sao không đi khám? Dạ không. À. Về là lúc mà chiều vừa thả em về là em đau mắt quá, phải chạy kêu sang ở lên nhà chị Hai xin 50.000 mua thuốc nữa. Ồ. Ở đó không có tiền có bạc thế mà. Dạ, lúc đó đâu có tiền đâu. Nếu mà bữa đó mà đái rồi đi luôn là đỡ rồi, đỡ nhiều rồi. Bởi vì nó bị sốt huyết quá nặng. Bữa đó công an cũng kêu là kha, có người kêu là công an kêu là trả tiền giùm đi, gọi điện gia đình lên, mà em nói gia đình em không có tiền đâu. Ồ vậy hả? Dạ. Ừ, em nói vậy luôn. Dạ chứ giờ mà người ta trả tiền cho khám rồi xong rồi cái gia đình em lên không có tiền trả thì chắc nhốt luôn đó. À. Giống như hôm bữa đó là buổi chiều là chừng 3 giờ lấy quyết định thả em về. Ừ. Mà sang đi kiếm tiền không có, cái nó để cho em ngồi trong đó tới 6 giờ luôn, ngồi giống nhóc bỏ mình lên em ngồi vậy. Ngồi ở đâu? Ngồi cho là lúc đó nó không có nhốt trong phòng nữa, nó mở cửa cho ra cái hàng ghế ngồi, mà cho ngồi mình lên đi ngồi đợi hoài. Ừ. Chút mới ra hỏi chồng đem tiền lên chưa, cái chút đâu rồi. Ủa thiệt hả chứ gì đâu mà, nếu mà bữa đó mà có tiền đầy đủ em đã lắm rồi, chứ không để tới bữa nay quá nặng vậy đó. Giờ mà nó thành thèo ha, bác sĩ. Dạ. Nói là thành thèo lắm á, trong con mắt luôn á chứ không phải ngoài. À, mình nhìn đôi mắt thì vẫn thấy bình thường, có nghĩa là hiện tại bây giờ đã thấy bình thường rất rồi, nó không còn gì. Nhưng mà thật sự nó đã bị tổn thương, nó bị lực tác động rất là mạnh, tổn thương. Bác sĩ nói là người ta bị một hai cái hơn em bị quá trời luôn. Nó nặng quá. Không, bác sĩ cũng kêu về nhớ cách ly vòng ra nhau, mà nó đấm thêm cái nó là mù luôn, khỏi cúng luôn, nó đâu có ở chung nữa đâu. Không, bác sĩ nói vậy. Tạo quá. Bác sĩ nữ anh nam. Dạ bác sĩ nam. Ông bác sĩ trưởng khoa mày khám cho em. À, bác sĩ nói chuyện ngoài ước quá chứ bộ, la lê trên đám ghế cái mù luôn. Nhưng mà thật sự là sang đi mấy hôm nay em có nhớ không? Buồn buồn á.
Ê, bình thường cái ở nhà hai đứa giờ ra vô cái buồn đuổi thủi mình lên. Có khi nào một thời gian nữa buồn cái lại đi kiếm không? Không. Kiếm về cho nó quýnh mình chặn nữa chắc chết luôn, muốn lên bờ xuống dạ. Chết. Chặn nữa là chôn luôn. Vừa tới bây giờ là việc là em gửi đơn đó là em cũng thấy là đúng đắn đúng không? Đây, thứ nhất là thật sự là con cái thôi, chứ hai nữa là em còn quá trẻ. Tại vì dưới một phần em ghét cái câu nói mà người ta hỏi nó giờ em có định chu cấp cho con em không phụ con Trang được. Nó nói con mang hỏi nó thì nó lo chứ nó không liên quan, nó không biết tới em ghét cái câu nói đó. Ờ, vậy hả? Là con người nó không còn lương tâm. Em nghĩ, còn hôm bữa em có một số người kêu đâu điện thử cho ông Sang kêu là cái vụ mà tiền mà còn 9 triệu gì đó. Em định không có điện đâu, bữa gì về em đâu có nói gì đó. Nhưng mà có cái một số người kêu ở đâu điện Sang thử. Tại vì nó nói với cái chú kia là giờ mẹ còn giữ 9 triệu á, cần thì phải đưa lại cho, chứ phải giữ làm gì. Cái bữa đó em mới bạn không kêu đâu mày điện thử đó coi nó làm sao. Em mở loa lớn cho bạn em nghe với ghi âm lại. Cái nói là anh kêu mẹ anh đưa 9 triệu lại cho em để vài bữa nữa em đưa con đi khám. Thế nói là tao không biết đâu, mày muốn gì mày nói thả chứ tao không biết, tao không liên quan. Thế nó tắt máy. Mở em ghét. Cái 9 triệu mà hôm bữa ta nghe bà nội nói đó không? Dạ. Tại vì em mới vừa coi cái clip đó, ngồi coi với bạn em cái em tức. Anh kêu đâu mày điện thử rồi nó làm sao? Thế nó cần thì mẹ đưa lại chứ mẹ nó giữ làm gì đâu. Có nghĩa là mấy bữa nay em chỉ đi một cuộc đó thôi. Dạ. Đi chân sang á. Dạ đúng rồi. Là tại vì cái số này em chặn rồi, cái số hiện tại em xài là em chặn rồi, em không biết mở chặn. Em lấy cái sim của con em á, em điện. Nhưng mấy đứa trẻ bữa nay có con nhắc ba không? Hôm qua đi mua đồ hỏi nó vào ba đâu, ba có vợ mới rồi, hỏi bà nội đâu, bà nội chích queo mà ông nội đâu, nội chích queo luôn. Trời ơi. Sao tự nhiên nó nói vậy? Không biết có ai nói không, không biết. Chắc có người lớn nói nó mới nói được vậy. Ồ, chứ tự nhiên nó nói vậy. Còn vụ ba nó là em nói. À vậy. Ba có vợ mới rồi hả? Em nói ba có vợ mới, có con ngoan lắm. Không có lì nhưng vào. À không lì. Nói vậy vừa dọa nó luôn đó. Lì quá. Nhưng mà thật sự với em ở nhà giữ ba đứa đó em đuối với nhau hả? Đuối hùng luôn. Thì vậy chứ bộ. Nó la không mà ý là ví dụ như nó, ở nhà mấy mẹ con nó có la nhiều vậy không? Dạ không anh, ở nhà ít lắm. Dạ. Con dạo thì nó cầm điện thoại nó chơi mình lên, nó cũng buồn cái dùng điện thoại xuống lại chơi với em biết. Còn Nhi thì đu theo em mà. Chứ đâu có như mà lúc mà quay đâu. Nói chung nó cũng có ngỗ nghịch lắm, nói không nghe thiệt nhưng mà nó cũng quậy tới mức đó. Nó bằng em hồi nhỏ không? Không, em đó đâu có cỡ đó đâu, em không phải em chết. Em cứ đó chứ có má với em chết. Ở đây tới giờ. Em là Út á ha? Út ở nhà. Rồi em 4 năm tuổi là biết phụ giúp thì mấy như con em giờ mới còn cầm điện thoại nó coi ăn cơm mới ngồi chỗ lúc đó. À dạ. Nhưng mà nói với thấy bà ngoại là thấy tội nhất, cực từ nuôi con cho bây giờ nuôi cháu. Và các anh thấy bà ngoại là cực, giờ có già rồi chăm ba đứa cháu đuối lắm chứ không phải giận đâu. Nói vậy đó chứ mà thử mà giao đứa nào coi là la làng liền á. À vậy mà giữ mà cực quá là la làng nha. Có một số người nói em á, sao mà không giữ miếng, không chăm sóc miếng để bà nọ cái gì bà ngoại chăm sóc. Bà ngoại mới dành thứ hại bơm khư khư à. Em chứ giờ ví dụ như mà giờ em chăm sóc miếng đi thì hai đứa nhỏ nó bu vô ngoài giữ, bà ngoại giữ hai đứa nhỏ không nổi. Bởi vì nhiều khi lâu lâu thì em lại mới bẩm bọng cho bú thôi, chứ bình thường thì miếng nó nằm nó chơi không, mình chứ lẽ mình ngồi mình canh nó 24/24. Một số người không biết thì vô nói nhiều cái mình nghe cũng buồn, nghe cũng buồn ha. Nói chung là người ta cũng không hiểu được. Hồi đó lúc nó chưa bị cực lắm, bà ngoại là cứ
sáng 4 giờ là phải ẵm nằm trên mình vậy nè, là ôm trên mình không mà là ẵm là từ sáng tới chiều, chiều tới tối luôn, ngủ là đêm cũng vậy luôn. Thâu nhỏ đó hả? Là lúc mà trước lúc bị vậy đó, là từ lúc con bụng tới giờ là không ẵm được đó, là nó mới vậy á. Chứ là vắng thôi mà ngoại không được. Vậy hả? Lỡ mẹ dỗ cũng không được luôn. Như vậy là từ nhỏ giờ là ngoại cũng bầm miết hả? Ngoại mới tập miết á, giờ cái nó quen, lúc đó nó quen cái hơi luôn á. Ôi trời. Là nằm trên võng cũng không được, mà phải là đặt trên nằm trên mình bà ngoại nè, cứ mặt kê vô ngực nè, nằm vậy đó. Trời ơi. Từ sáng tới trưa, bà ngoại đâu đi đâu được đâu, em đi làm rồi bà ngoại nè, cứ tối ngày nằm trên võng mà. Dạ, chừng ví dụ như vài bữa nữa em mà khỏe lại mắt thì chắc là bây giờ cũng dài thôi chứ không hái ha, còn lâu lắm. Coi thử nó thiệt chứ, nhưng mà anh nghĩ bác sĩ đã tiên lượng vậy rồi là chắc cũng dài thôi chứ. Dạ. Nhưng mà thật sự bây giờ nhìn dài thì cũng đỡ rồi chứ cũng đến nữa anh. Hồi trước tưởng là mù luôn, nhưng mà rồi vài tháng nữa là em cũng phải đi làm lại ha. Thôi là em định khám đợt này chứ em nghỉ khám quá. Em để dành tiền khám cho con em. Bây giờ biết mắt mình là không có khả năng hồi phục rồi, thì em cứ có cái to thuốc nè, em ở nhà cái em đi kiếm thuốc em mua ngoài em uống. Nhưng mà uống mấy vậy là đâu biết là lúc nào mình dừng. Thấy sao nó chứ, vừa khám cho con bé vừa khám cho em chắc tiền núi cũng lỡ. Em cũng phải đi dành tiền sau này lo cho nó nữa. Nhưng mà bây giờ cái thời gian tái khám của em bác sĩ giãn ra 2 tháng rồi mà. Dạ 2 tháng thì cũng đỡ rồi đó. Đỡ rồi. Chứ nó không phải khám dài như. Em bé Yến tuần sau khám rồi xong rồi khám về gọi là 2 tuần nữa khám đầu. Rồi không biết chừng nào mà tháo bột nữa đó. Nghe 1 tháng nữa đó. Như vậy là tuần sau là tái khám rồi thêm một lần tháo bột nữa. Đúng không? Là tuần sau tái khám cái giò xong rồi là về là thêm em bữa mà khám bữa bên bệnh viện mình đó. Là cái đợt mình bữa mà đi khám mà có anh Phong rồi đó. Ừ, như vậy là không, vậy là đủ 1 tháng là vậy là tuần sau có khi là tháo bột luôn á. Không chưa. Chưa hả? Chưa là tuần tại em bữa khám là khám giò dưới chân mà bữa mà có anh Phong qua đó. Là bác sĩ nó dặn là 2 tuần sau rồi lại khám cái chân là đem cái phim theo. Nắm phim chụp hình mưa hởm. Rồi xong là hai còn cái đầu nó là bác sĩ dặn là 1 tháng sau tái khám. À 1 tháng sau tái khám rồi. Thì tức là một tuần nữa mình khám cho cái giò xong rồi 2 tuần nữa khám cái đầu đó rồi. Nhưng mà em nói là 1 tháng là bó bột mở đúng không? Vậy là bác sĩ nói chừng tầm 1 tháng rồi sẽ nói bột. Nhưng mà chắc vậy là anh nghĩ là tuần sau đây bác sĩ khám lại, nếu mà tình hình tốt là sẽ tháo bột luôn đó. Dạ thì anh bác sĩ nói là lên là khám cái chân, nếu mà xương chưa ngay thì phải mổ ra lắp xương lại. À phải lắp lại. Trời ơi. Mổ ra lắp lại là nhiều khi mất thời gian nữa đó. Bởi gì giờ em ngày nào cũng đi vòng vòng lo vụ giấy tờ này kia cái tùm lum chân mệt gì đâu. Rồi là giấy khai sinh cho hai bé lớn dạ. Đi rồi còn thêm mấy cái đơn từ kia nữa, nhưng bây giờ đơn từ xong hết rồi không? Dạ đơn xong rồi giờ là tính chiều nay về là đi kiếm cái nhà đi hỏi vòng vòng thôi, mấy ông công an hay mấy ông mà trời gặp ấp đồ coi là có trưởng thôn trưởng ấp rồi không, hỏi cho kỹ. Nếu không có thì em sẽ phải về quê một kiếm. Về quê để làm giấy á, xác dạ. Nhận cái giấy á. Dạ. Ồ trời. Rồi uống nước đi, nhờ xin đây cho mát này nóng quá. Buổi trưa cho nên là khám xong rồi, bây giờ tái khám rất là nhanh. Có nghĩa là em vô hồi đó khoảng 10:30, 11 giờ kém á, thì khoảng hơn 11 giờ là xong rồi. Có nghĩa là bác sĩ chỉ xem lại, đợt này đâu có chụp phim được hết rồi phải không? Dạ là không, tại mấy đợt trước là em bị không đem hình theo. Dưới đợt này là em chỉ khám có hai bên à. À. Là cứ gặp thẳng bác sĩ chuyên khoa khám à. Thì nói chung là cũng đã cái thời gian, bữa trưa thời gian chậm lắm luôn đó, làm là cái này chỉ chờ tới lượt thôi, có nghĩa là cái chờ tới lượt nó lâu thôi. Đi từ 4-5 giờ sáng vậy miết tới trưa rồi mới sao. Không, tại mấy đợt đầu với em khám nhiều phải xét nghiệm tùm lum hết trơn á, chụp đủ chưa á, còn giờ là chỉ có vô khám trực tiếp thôi. Nhưng mà em có hỏi bác sĩ có khi nào có như vậy nó tiến triển mà ví dụ như là bây giờ nó còn trẻ chứ mà lớn tuổi là có khi nào nó mù không, em có hỏi không? Bác sĩ nói chung là không có khả năng hồi phục, nhưng mà ví dụ như nếu mà sau này mà em mà lỡ mà có khả năng hồi phục á thì em lớn tuổi chứ thì cái thị lực của em á là nó cũng giảm dần 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 dần. Đúng.
ngư bình thường á cái thì lực nó cũng theo cái sức khỏe, theo cái năm tháng cái tuổi nó cũng giảm. Tại vì bác sĩ nói là em bong giãn mạc đó là nó nặng lắm. À. Dạ. Là chỉ có thể là mù luôn á, tại vì bên bong giãn mạc nó có thể là mù luôn nên giờ chứ nó hành sẹo là nó nặng. Mình thấm nhanh lắm, giờ bác sĩ vô là chỉ biết vậy thôi thì cứ dài thôi phát dạ. Thuốc thôi chứ nhìn xa lên đúng không? Vô thì giờ còn đâu làm gì nữa. À, đo mắt bên kia xong rồi qua bên đây cái bác sĩ chuyên khoa đo cái nữa. Đo là cho nhìn chữ hả? Như không là... nhìn chữ là ở ngoài mới vừa vô là nhận thuốc xong ngoài. Nhìn chữ rồi qua bên kia là bác sĩ dội đèn vô à, đo. Đo. Đo bằng máy rồi xong rồi cái đo ra ngoài con. Đợi à. Thấy chừng vô bác sĩ chuyên khoa khám đầu. Từ cái kết quả đó mới tới bác sĩ ở trường khoa để khám để là nói đơn thuốc là chụp thêm cái nữa vô à. Chụp mắt nữa cái nữa trời như cũng gái chứ cũng đủ chứ đâu phải là ấy đâu dạ. Nhiều chứ không bữa khám thì đâu là mười mấy chỗ luôn với con bé không mắc ra mở bữa đó là dội đèn thẳng vô mắt mình kêu anh mở mắt thôi nha đó là bữa nhìn mắt em ghê quá bác sĩ còn sợ làm đủ ý. Rồi à, có, bây giờ cái lần tái khám thứ tư thì à, cũng đã kết thúc rồi mọi người. Và thôi giờ để Trang đặt xe để đi về. Thôi rồi cũng mong là mắt hồi phục tốt để mà đi làm còn nuôi con rồi nữa, cuộc sống nó trở lại bình thường.